Chào mừng quý khách hàng quay trở lại channel bác sĩ Khang Khang. Hôm nay Khang xin phép tiếp tục cập nhật tới quý khách hàng dòng động cơ cao tốc đến từ thương hiệu Mitsubishi. Do là dòng cao tốc nên được thiết kế với phơm máy nhỏ gọn, đường kính bê tông là 98 ly. Sinh ra công suất 100 mã lực và vòng tua máy là 2.900 vòng trên phút. Mọi người đang nghe âm thanh nổ ra thì rất giòn từ động cơ. Quý khách hàng có thể thấy dàn hơi máy nổ cực kỳ nhiều và bơm nhớt máy bơm lên rất mạnh. Máy có đầy đủ turbo tăng áp và siêu hạt gió và được sử dụng bởi bác Kim. Được kết nối với động cơ là hộp số Nico 30 với tỷ số truyền hộp số của động cơ là 3 tua 16. Sau đây Khang sẽ nạp ga để quý khách hàng cùng cảm nhận lực máy và thanh turbo tăng áp, chắc chắn sẽ không làm quý khách hàng thất vọng.